shop nhá hàng một chút về những động cơ tua cao nha. Thì sau một thời gian dài bán động cơ servo thì mình thấy nhu cầu tua cao của khách rất là nhiều, đặc biệt là những khách mà cũng thương mại đó. Có nghĩa là gì? Khách đó lấy những động cơ mình về xong rồi ráp lên thương mại lại, ví dụ như là đang chế thuyền nè, bơm nước và quấn lại để chạy điện tuần hoàn á. Đó thì nhân tiện đây thì những cái động cơ tua cao á, mình giới thiệu là bên mình đang về một số cái này hàng châu Âu nha. Ví dụ như cái này là lực kéo nha, mình thấy lực kéo là 5,26 newton trên mét, rất là khủng nha, lực kéo là rất là khủng. Và tua là max 6.000. Ở cái tua này á, thì với lực kéo này á, thì các bạn có thể chế được rất là nhiều cái ứng dụng, và đặc biệt nhất là ứng dụng kéo băng băng nhám á, băng nhám đây bản lớn á, có sẵn pulley nè, băng nhám bản lớn thì rất là phù hợp. Con này size rất là lớn để mình đo thôi. Xây vuông 90 nha, 9 cm, xây vuông 90 và dài 105 cm, 107. Thì con này rất là êm, mặc dù là động cơ servo chạy không có thua gì động cơ rút led á, nhưng mà được cái là cái moment xoắn của nó cao. Hàng châu Âu nha, con này cũng hàng châu Âu nè. Con này 6.100, 0,5 kW, hàng châu Âu. Thì con này tua cũng rất là cao, cúc 10. Thì chiều nay rảnh mình sẽ test những con tua cao này, tại vì cũng báo cho một số khách á tua cao. Con này size nhỏ hơn nhưng mà nó dài hơn, size 80 84, khá là dài, nó dài 170 cm, 17 cm chứ. Đó thì những con tua cao. Còn một con tua cao nữa nhưng mà công suất nó bé hơn. Con này thì cũng cùng một ứng dụng với cái động cơ lớn nè, nhưng mà nó là công suất nhỏ, tháo máy á, có vẻ như cái con này cốt nó hơi lệch tí. Nếu khách mua thì mình sẽ lấy con tốt cốt thẳng á. Cái này lại là động cơ rút led nha, rút led motor nè. Con này chạy 24V nè, 6,5A, 3.600. Nếu mà 24, 6,5A thì 3.600 USA. Thì con này chị mình cũng test. Và mấy con này á, mình thấy cái encoder nó đó là xung AB nha. Này cũng xung AB nè, cho nên các bạn có thể điều khiển nó bằng những cái động cơ mà có xung AB, những cái có xung á. Ví dụ như các bạn có thể điều khiển nó đồng tốc với một cái động cơ có xung AB. Ví dụ đi, ví dụ cái động cơ rút led không chổi than nó có xung AB con 10W 20W, các bạn lấy xung nó ra phát vào đây, nó chạy đồng tốc với cái này luôn. Cái này là một cái rất là hay, mình mãi chưa rảnh để ứng dụng. Đây cũng là một cái Comogen ba pha mắc in dưới tay nha. Con này cũng tua cao nè. Con này thì trước đây mình có test qua rồi nhưng mà mình không quay video. Nó có một cái thắng, mình test chạy rất là ngon. Con này nhìn nhỏ gọn vậy chứ nó 1 kW á, hơn một ngựa, 1,03 kW nè.
tua ra 7.000 vòng. Nhưng mà cái lực có bơm xăng nó không bằng cái con xanh nha. 2.05 Newton trên mét. Con xanh này mình thấy là rất là chùm luôn. 5.6 Newton trên mét. Với cái lực kéo này thì rất là dữ dội nha. Đạt rất nhiều ứng dụng. Và tua cao nữa, đặc biệt các bạn có thể chế thuyền á. Thuyền khá khá, thuyền trung á. Thuyền nhỏ thì những con này là dư sức rồi. Thuyền trung, tầm trung. Lực kéo khỏe. Ok, thì chiều mình sẽ test một số con tua cao cho các bạn xem. Ở đây một con tua cao nữa. Mà con này mình đang ráp cho khách một cặp. Khách lấy một cặp.